Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định ra sân trong bộ trang phục màu vàng quen thuộc, sẽ chấn giữ thành phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Như vậy là hiệp 1 đã được bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài chính Nguyễn Đình Thái. Đội hình xuất phát của Dược Nam Hà Nam Định, đội chủ nhà ở trong trận đấu ngày hôm nay, đây là ông Nguyễn Văn Dũng, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định, người như tôi đã nói, cú chào bóng của Thành Trung, bóng vừa chạm đầu của Omar. Lê Văn Phú và Tony Abazi là bộ đôi trung vệ của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định trong trận đấu này. Vừa rồi là cú sút xa được thực hiện bởi Đoàn Văn Hậu, người ra sân không thiếu một phút nào cho tới thời điểm này của mùa giải trong màu áo của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang dẫn dắt. Cú chào bóng là của trung vệ Hạ Long. Sút xa, không có gì là nguy hiểm. Nếu như SCB Đà Nẵng đã có thể ghi được hai bàn vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội trên sân Đồng Hoàng Đẫy thì với Diogo Patio cùng với sự hỗ trợ của Trần Mạnh Hùng thì Dược Nam Hà Nam Định hoàn toàn có cơ sở để chờ đợi vào những thắng lợi, những bàn thắng cần thiết. Họ tìm ra những giải pháp để hướng tới khung thành của Bùi Tiến Dũng. Bóng vừa chạm đầu của Patio. Abazi sút xa, bóng đã chạm vào chân của Văn Kiên đổi hướng, nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng thì vẫn có thể làm chủ được tình hình. Ta sẽ cùng xem lại một lần nữa pha bóng mà Bùi Tiến Dũng vẫn có được một cảm nhận vị trí tốt. Đứng trước khá nhiều áp lực, nhưng đây là một trận đấu mà Bùi Tiến Dũng sẽ phải thể hiện. Ở tuyến giữa thì Dược Nam Hà Nam Định đang thiếu đi một tiền vệ có khả năng điều phối tốt. Quang Hải, Hùng Dũng, không được. Người vướng vào là Hoàng Vũ Sam Sơn. Đội khách đang áp đảo hoàn toàn. Đường chuyền hỏng của Đoàn Văn Hậu. Diogo đã có lỗi của Đậu Văn Toàn và cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định thì thực hiện một cú phối hợp đá phạt nhanh. Khá hay, có thể dứt điểm. Đó là pha lập công của Diogo. Pha phối hợp tấn công sắc nét nhất của Dược Nam Hà Nam Định kể từ đầu trận. Và Diogo thì đã có một cú đại bác sẽ toàn mạnh lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tỷ số là 1-0 dành cho các cầu thủ chủ nhà. Rất ấn tượng và đẹp mắt. Mọi thứ được diễn ra một cách hoàn hảo. Bàn thắng thứ 3 của Diogo ở mùa giải năm nay. Pha bóng đáng xem nhất từ cầu thủ cả hai bên kể từ đầu trận. Rất khó cho Bùi Tiến Dũng khi phải đối mặt với một pha dứt điểm như vậy. Sân vận động Thiên Trường đã bùng nổ sau bàn thắng vừa rồi. Như vậy là trên sân nhà, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định sau khi trở lại VIC đã có bàn thắng đầu tiên vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Pha nhả bóng lại vừa tầm, đúng đà băng vào của Diogo. Một cú đá rất đầm chân và đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ chủ nhà Dược Nam Hà Nam Định. Người đã kiến tạo cho Diogo trong tiếng vừa rồi là Trần Mạnh Hùng. Chúng ta sẽ cùng xem lại những góc độ của bàn thắng vừa rồi. Rất đúng nhịp. Cú đá nửa nầy, lực đi rất mạnh. Và đây là sự bùng nổ của Diogo. Bàn thắng đầu tiên đã được ghi. Phải làm khó với hàng phòng ngự đang chơi hết sức kỷ luật của đội chủ nhà. Cú mở bóng là của Patio, vẫn đang có khoảng trống dành cho Mạnh Hùng. Mạnh Hùng chân cháy. Diogo thêm một cơ hội nữa. Không vào. Quá đáng tiếc cho pha băng vào và dứt điểm của Đinh Mạnh. Có thể hiểu được sự tiếc nuối của ban luyện câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định khi chứng kiến cơ hội vừa rồi bị bỏ lỡ.
Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục chơi chuệch choạng. Họ đã phải đón nhận bàn thua thứ 11 ở mùa giải này và 9 trong số đó đến ở 4 vòng đấu gần nhất. Chúng ta sẽ cùng xem lại cơ hội vừa rồi của Đình Mạnh đến sau pha tranh chấp của Diogo và Brandon Madrona. Khung thành đã rộng mở nhưng số 16 của câu lạc bộ chủ nhà lại dứt điểm đi chơi cột dọc. Đó là cú sút thứ 4. Hiệp 1 là một hiệp thi đấu khá bế tắc của cao thủ câu lạc bộ Hà Nội. Hùng Dũng, Thành Lương, Quang Hải phối hợp nhỏ, sút bóng không vào. Tuyến hai không vào. Môn Đinh Xuân Việt vừa cứu nguy cho khung thành của Dương Nam Nam Định. Đó là cú sút của Đậu Văn Toàn. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định và Hà Nội. Khi họ đăng ký huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng trên cương vị huấn luyện viên trưởng thay cho Nguyễn Văn Sĩ. Đó có lẽ chỉ là một sự thay đổi trên danh nghĩa. Bởi về mặt thực tế thì ông Nguyễn Văn Sĩ vẫn là người trực tiếp chỉ đạo cho đội bóng chủ sân Thiên Trường kể từ đầu trận. Đức Huy và Osedi ngồi trên bên ghế dự bị. Cuối của hiệp 1 thì Đậu Văn Toàn suýt chút nữa đã có thể san bằng tỷ số cho đội khách bằng cú sút ở sát vạch 16m50. Bóng vừa chạm đầu bóng Vũ Sam Sơn, ôm à. Thành Lương không vào. Bóng lập bập nhưng hàng phòng ngự của câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định vẫn có thể giải quyết được tình hình. Và dứt điểm đáng kể đầu tiên của cầu thủ khách trong hiệp 2. Cơ hội, Văn Kiên sút bóng. Vẫn đang là cầu thủ Hà Nội, hai cầu thủ Hà Nội cùng băng vào nhưng cuối cùng trái bóng đi vào xà ngang. Người dứt điểm cuối cùng là Hoàng Vũ Sam Sơn. Hoàng Vũ Sam Sơn đã bị đau khi nỗ lực dứt điểm. Oma ở vào một vị thế thuận lợi hơn nhưng khó có thể trách Hoàng Vũ Sam Sơn khi trái bóng đã đến rất gần với vị trí của anh. Tất cả cầu thủ Hà Nội đều đang nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Chạm bóng là của Abazi. Dứt điểm. Không được. Chưa đủ mạnh để có thể gây khó với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Oma. Thi đấu của hiệp 2 trôi qua, chưa có thêm một bàn thắng nào trên sân vận động Thiên Trường. Với một đội khách câu lạc bộ Hà Nội đang cố gắng gia tăng nhịp độ tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Trên xe Thanh Hóa vào thời điểm này thì Thanh Hóa và Sài Gòn đang hòa nhau 0-0. Đậu Văn Toàn không hiểu ý. Matteo. Matteo không vượt qua được Brandon Madono. Áp lực với khung thành của Tiến Dũng là không nhiều. Nhưng với Diogo và Matteo thì những pha phát bóng dài của tuyến tiền vệ như vừa rồi dành cho họ vẫn là những cơ hội thực sự nguy hiểm. Vì vậy là đội chủ nhà sẽ rút ra khỏi sân Trần Mạnh Hùng và thay vào đó là Vũ Thế Vương. Cầu thủ đã có một pha lập công cực kỳ đẹp mắt ở cuối đầu với câu lạc bộ Hà Nội trên sàn đẫy mùa giải năm ngoái. Đó là trận đấu mà câu lạc bộ Nam Định đã dẫn
Hà Nội tới 3-0 nhưng cuối cùng lại chỉ có được một điểm. Vũ Thế Vương là cầu thủ thấp nhất tham gia thi đấu tại VĐV 1 năm 2019. Là tốc độ của anh là cực hay. Và Phượng khá hay nhưng đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị của Quốc Hường. Quốc Hường đã xuất phát thì anh đứng phía dưới hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Mà hàng phòng ngự đang gặp vấn đề ở 4 vòng gần nhất, nhưng hàng tấn công của câu lạc bộ Hà Nội đã bị đối phương bắt bài khá nhiều. Họ gặp khó ở những trận đấu trên sân khách mùa giải năm nay. Thực tế là chưa có một thắng lợi nào khi rời xa sân Hàng Rẫy. Trận thắng duy nhất trên sân khách là trận thắng trước câu lạc bộ Viettel, nơi mà họ thi đấu vẫn là Hàng Rẫy quen thuộc. Và không chế bóng hơi mạnh của Hạ Long. Hùng Dũng. Hoàng Vũ Sam Sơn. Không có một chút khoảng trống nào dành cho những pha phối hợp. Thế Vương. Đang yêu cầu các cầu thủ Hà Nội đẩy đội hình lên cao. Quang Hải. Ôm á. Sút bóng. Đó là tình huống dứt điểm của Đỗ Hùng Dũng nhưng bóng đi chạy cô dọc. Một cú đá cận chân. Pressing tầm cao giành lại quyền kiểm soát bóng và sau đó là pha phối hợp để đưa tới cho Đỗ Hùng Dũng một cơ hội dứt điểm. Cú sút thứ hai của tiền vệ này kể từ đầu trận. Nhưng anh chưa ghi được một bàn thắng nào. Khá đáng tiếc. Đây là pha bóng mà các cầu thủ phòng ngự của Dương Nam Hà Nam Định đã bị hút về hướng di chuyển của Oma. Hoàng Vũ Sam Sơn. Quang Hải. Tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cần phải di chuyển linh hoạt hơn để tạo ra khoảng trống. Vẫn đang là tỷ số 1-0 trên sân vận động Thiên Trường. Bàn thắng mở tỷ số được ghi bởi Diogo. Không chế bóng khá hay Diogo. Thế Vương. Đó là pha dứt điểm kỹ thuật và đó là một siêu phẩm được lập lại. Điều tương tự đã lập lại từ Vũ Thế Vương. Vẫn là một pha dứt điểm như vậy. Lần trước thì anh đánh bại Văn Công và lần này là pha đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng. 2-0. 2-0. Hai trận đấu liên tiếp Vũ Thế Vương đều có những cú bấm bóng kỹ thuật để đánh bại thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội. Lần thứ hai ở trong trận đấu này Bùi Tiến Dũng phải đón nhận bàn thua. Nhưng đó là một khoảnh khắc mà Vũ Thế Vương đã tạo ra một cú đá cực kỳ kỹ thuật. Cả hai bàn thắng của câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định ở trận đấu này đều được ghi vô cùng đẹp mắt. Diogo và Vũ Thế Vương. Thẻ vàng dành cho Vũ Thế Vương khi cởi áo ăn mừng bàn thắng. Nhưng không vấn đề gì cả. Cầu thủ thấp nhất của V-League 1 năm 2019 tiếp tục tạo ra một siêu phẩm vào lưới của đội bóng được coi là mạnh nhất của V-League. 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa.
Hai cầu thủ phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội đã áp sát, nhưng Vũ Thế Vương vẫn tìm ra một khoảng trống nhỏ nhoi cộng với kỹ thuật có thể nói là hoàn hảo của mình để tạo ra một pha lập công đẹp mắt, nhân đôi cách biệt dành cho đội chủ nhà. Bàn thắng của Vũ Thế Vương được ghi ở phút thứ 70. Nam Định đã dẫn trước câu lạc bộ Hà Nội 3 bàn thắng trên sân Hàng Đẫy, nhưng cuối cùng phải chấp nhận một kết quả hòa. Còn ngày hôm nay trên sân nhà, họ đã dẫn trước đối thủ tới 2-0. Nhiều sự thay đổi về vị trí huấn luyện viên trưởng trên danh sách đăng ký của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định có mang lại cho trận thắng thứ 3 mùa giải này. Mọi thứ đang hết sức thuận lợi. Sẽ có phạt góc. Một mùa giải quá khó khăn với cao trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Các đối thủ nghiên cứu họ kỹ hơn, và lực lượng thì bị sứt mẻ bởi chấn thương và thẻ phạt vào giai đoạn mà lịch thi đấu đang là căng thẳng nhất. 4 vòng đấu liên tiếp là 4 trận đấu khó khăn, trong đó có 3 trận đấu bị đối phương dẫn trước. Với kết quả này thì câu lạc bộ Hà Nội đang đối mặt với trận thua thứ 2 trong mùa giải. Quang Hải là người đá phạt góc. Văn Kiên. Tiếng còi đã cất lên. Quả đá phạt dành cho đội khách. Người phạm lỗi với Văn Kiên là Đinh Văn Trường. Quả phạt vẫn đang là Quang Hải. Tình cảnh rất khó khăn. Từ chỗ được chờ đợi về việc quyết tâm sẽ có thể vươn lên vị trí dẫn đầu bảng khi Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thi đấu vào ngày mai. Bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội đang bị đối phương dẫn trước 2 bàn. Văn Kiên. Pazi và Lê Văn Phú cho tới thời điểm này đang có một trận đấu hay. Đội trung vệ này đã bắt chết từ Hoàng Vũ Samson cho tới Oseni, cũng như là họ có được sự hỗ trợ tốt từ những vệ tinh xung quanh để Quang Hải không thể phát huy được những khả năng tốt nhất của mình. Đoàn Văn Hậu. Ông đã chạm tay của Quốc Hường. 15 phút nữa trong thời gian thi đấu chính thức, Nam Định đang dẫn trước câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 2-0. Người thực hiện quả đá phạt là Đỗ Hùng Dũng, và lại là tình huống can thiệp của các trung vệ Nam Định, đúng lúc đúng chỗ. Nguy hiểm đã được giải quyết. Than Quảng Ninh cũng đã có bàn thắng thứ 2 vào lưới của BKMX Bình Dương. Hoàng Vũ Samson. Người ghi bàn cho Nam Định cho tới thời điểm này là Diogo và Vũ Thế Vương. Nhưng màn trình diễn tốt nhất ở trên sân phải thuộc về Abazi.
sân khách. Thất vọng nữa của câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Họ đã để thua đậm 1-4 trước câu lạc bộ Thanh Hóa, trận thua duy nhất cho tới thời điểm này. Những trận đấu còn lại trước Quảng Nam, Việt Công Đức, Bình Dương đều chỉ là những kết quả hòa. Nếu như phải đón nhận trận thua ở vòng đấu thứ 11 này thì câu lạc bộ Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ để cho thành phố Hồ Chí Minh có thể tạo nên một cách biệt là 5 điểm. Đậu Văn Toàn sẽ rời sân để nhường chỗ cho Ngân Văn Đại. Thế Vương khá nguy hiểm, một tình huống bóng lầm bập, bóng đi thẳng về khung thành của Bùi Tiến Dũng, một tình huống vấp bóng suýt chút nữa trở thành bàn thắng của Đình Mạnh. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Đang được đẩy lên đá cao hơn. Bóng vừa chạm vào Hoàng Vũ Sam Sơn. Và xử lý không tốt. Quang Hải. Ô ma. Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Bây giờ tới lượt câu lạc bộ Nam Định và Quảng Nam, đội bóng sẽ thi đấu vào ngày mai. Hạ Long. Phút 80. Tỷ số đang là 2-0. Văn Kiên đã có một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Đinh Văn Trường khi anh ngăn chặn tình huống đá phạt nhanh của các cầu thủ Hà Nội. Khó có thể làm nên chuyện với những quả tạt như vừa rồi, khi mà các trung vệ của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định ở chỗ này là Lê Văn Phú và Abazi luôn làm tốt công việc của mình. Quãng thời gian thi đấu mà thể lực của các cầu thủ Hà Nội đã bị bào mòn quá nhiều sau lịch thi đấu dày đặc, họ còn bị ảnh hưởng với những sự thiếu hụt về mặt nhân sự.
không hiểu ý. Diogo đã không di chuyển. Nam Định sẽ chơi với đội hình thấp để bảo toàn tỷ số này. Và với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của đội khách thì những sự thay đổi khả dĩ nhất cũng đã được ông thực hiện với Oseni và Ngân Văn Đại. Ngân Văn Đại không có gì là khó khăn với Đinh Xuân Việt. Xuân Quyết, cầu thủ trẻ sinh năm 1999. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá mang về bàn thắng mở tỷ số dành cho cầu thủ chủ nhà. Băng vào đúng tầm và đó có thể gọi là một cú sút không thể cản phá, quá nhanh, quá nguy hiểm. Đó là pha lập công thứ ba của Diogo ở mùa giải này. Cảm giác bóng trong những pha phối hợp của cầu thủ Hà Nội cũng gặp vấn đề. Quốc Hường đã không vượt qua được Omar. Thêm một trận đấu thất vọng nữa của Pape Omar. Nam Định được kỳ vọng sẽ tạo ra một ảnh hưởng lớn hơn và có những khoảnh khắc tỏa sáng vào thời điểm mà Hà Nội khó khăn nhất trong một mùa giải mà người ta đã nghĩ tới kịch bản khó khăn hơn so với chức vô địch tương đối dễ dàng ở mùa giải năm ngoái. Nhưng có lẽ là không nhiều người nghĩ tới là câu lạc bộ Hà Nội lại gặp khó khăn sớm đến như vậy. Oseni, cơ hội dành cho Vũ Sam Sơn, không thể dứt điểm. Rất khó. Như đã nói thì các cầu thủ đã ghi bàn là Diogo và Thế Vương, các trung vệ của câu lạc bộ Nam Định, đặc biệt là Abazi mới là những người chơi hay nhất. Bóng vừa chạm vào xà ngang khung thành thủ môn Đinh Xuân Việt. Người đã dứt điểm là trung vệ Brandon McDonald. Sẽ phải có thẻ phạt dành cho Văn Kiên. Một tình huống mà Mai Xuân Quyết đang băng lên một cách dũng mãnh. Thẻ vàng. Cách nào khác đối với Văn Kiên. Và nếu anh để cho Mai Xuân Quyết vượt qua thì cầu thủ trẻ mới được tung vào sân thay người sẽ có thể đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng. May mắn vừa từ chối cơ hội của câu lạc bộ đá Hà Nội khi bóng chạm vào xà ngang khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt và đã phạt góc với sự xuất hiện của Brandon McDonald. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha dứt điểm của Brandon McDonald. Một trong những lần hiếm hoi mà các chân sút của đội khách có thể đánh bại được thủ môn Đinh Xuân Việt nhưng không thể vượt qua được xà ngang. Thế Vương vẫn đang là Vũ Thế Vương, vượt quá tầm dứt điểm của Mai Xuân Quyết. Nhưng hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội nếu chơi như thế này thì sẽ rất khó trong đua bảo vệ ngôi vô địch. Ai cũng biết là họ gặp khó với sự vắng mặt của Duy Mạnh và Đình Trọng, nhưng với Brandon McDonald và Thành Trung, so với mặt bằng chung của V-League, đó cũng không phải là những trung vệ quá tồi. Vấn đề là tính kết nối trong hệ thống phòng ngự của đội bóng do huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm dẫn dắt là hết sức là bập. Họ đã phải đón nhận tới 10 bàn thua trong 4 vòng đấu gần nhất.
10 bàn thua, tức là gấp 5 lần so với 7 vòng đấu trước đó khi mà đội đương kim địch chỉ để lọt lưới 2 bàn thua. Đội chủ nhà sẽ có sự thay đổi cầu thủ với sự xuất hiện của Hoàng Minh Tuấn. Đoàn Thanh Trường là cầu thủ được rút ra khỏi sân. Phút 87, tỷ số vẫn đang là 2-0. Thanh Trung, không có một tiếng còi nào cất lên. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Khoảnh khắc mà các hậu vệ của câu lạc bộ Nam Định đã bỏ lỏng với Thanh Trung, nhưng họ vẫn kịp thời can thiệp ở thời điểm quan trọng nhất. Xuân Quyết, hôm sau là vòng đấu mà Đình Trọng đã có thể trở lại. Và với phong độ của mình thì Brandon Madodo khó có thể duy trì một vị trí trong đội hình xuất phát. Thành Trung, chiếc thẻ vàng. Các cầu thủ Dương Nam Nam Định đang chiến đấu hết mình để bảo vệ được thắng lợi này. Đường chuyền của Vũ Thế Vương, Patio bật lên rất nhanh, liệu có vội dứt điểm không? Trước sự áp sát của về Hà Nội thì không có được một tình thế dứt điểm tốt nhất dành cho Hoàng Minh Tuấn. Ông Nguyễn Văn Dũng đưa Hoàng Minh Tuấn vào sân là để tận dụng những cơ hội như vậy ở những phút cuối. Và đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Quả người khá hay, và đánh hay, sút bóng, không vào. Thế Vương, đó là một tình huống xử lý mà có tới 3 cầu thủ Nam Định đang ở vào một vị trí thuận lợi. Và nếu như Minh Tuấn không quá vội vàng đi bóng thêm một nhịp nữa thì có đầy đủ những phương án để cho anh có thể lựa chọn cú đá cự ly gần hơn, dễ đánh bại Bùi Tiến Dũng hơn, hay là một đường truyền cho Vũ Thế Vương ở bên phía anh đang cánh phải. Oma không thể có được cú sút của Vũ Sa Sơn. Các cầu thủ Dược Nam Hà Nam Định đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ khung thành của thủ môn Đinh Xuân Việt và giúp cho đội bóng của họ có được thắng lợi thứ 3 trong mùa giải năm nay. Văn Kiên, năm 2017, câu lạc bộ Hà Nội mới có 2 vòng đấu liên tiếp không có được thắng lợi nào. Và bây giờ sau khi vừa trở lại bằng trận thắng SC Đà Nẵng thì họ lại phải đối mặt với trận thua thứ 2 trong mùa giải này. Vào bóng của Vũ Thế Vương, 3 phút đá bù giờ, quá ít thời gian cho đội đương kim vô địch.
Kết quả này đang mang lại niềm vui cho không những cổ động viên của Dược Nam Nam Định mà cả cổ động viên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nữa. Cho bóng của Quang Hải. Không vào! Mọi thứ đang chống lại nhà đương kim vô địch ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng một lần chạm vào xà ngang và ở cơ hội tốt nhất trong những phút đá bù giờ thì Hoàng Vũ Sam Sơn cũng dứt điểm ra ngoài. Đó là pha dứt điểm thứ hai của Hoàng Vũ Sam Sơn. Đều là những cú tung người móc bóng trong hiệp đấu này. Bốn vòng đấu liên tiếp, câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải đón nhận hai trận thua. Và đó đều là những thất bại diễn ra trên sân khách trước những đội bóng ở nhóm cuối, đó là Thanh Hóa và câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định. Họ sẽ đứng trước nguy cơ bị câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bỏ lại phía sau với 5 điểm cách biệt nếu ngày mai Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Sông Lam Nghệ An. Pha đi bóng của Patio. Đá bù giờ thứ 3, phút đá bù giờ cuối cùng, một quả đá phạt góc dành cho Dược Nam Nam Định và không còn một cơ hội nào dành cho câu lạc bộ Hà Nội để có điểm trên sân Thiên Trường ngày hôm nay nữa. Các cổ động viên của Dược Nam Nam Định đã có thể ăn mừng rồi. Đây sẽ là thắng lợi thứ 3 của họ. Họ thay tướng trong bản danh sách đăng ký với vị trí huấn luyện viên trưởng của Nguyễn Văn Dũng và họ sẽ có được trận thắng thứ 3 ở mùa giải năm nay. Thắng lợi này giúp cho Dược Nam Hà Nam Định sẽ có 12 điểm và họ tạm vượt lên vị trí của câu lạc bộ Viettel và SHB Đà Nẵng. Và trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định và Hà Nội trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11 giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2047 năm 2019. Thắng lợi với tỷ số 2-0 bằng những pha lập công của Diogo và Vũ Thế Vương. Vũ Thế Vương lần thứ hai liên tiếp có một bàn thắng cực kỳ kỹ thuật vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng lần này thì Dược Nam Hà Nam Định đã có được 3 điểm trọn vẹn trước câu lạc bộ Hà Nội ở vòng đấu thứ 11. Xin chào Vũ Thế Vương. Xin chúc mừng Vũ Thế Vương cùng với Dược Nam Hà Nam Định hôm nay đã có một cái chiến thắng có thể nói là rất là đem đến lại cái niềm vui rất lớn cho người hâm mộ. Em có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà lần thứ hai ghi bàn thắng vào lưới của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và đem lại cái chiến thắng cho đội nhà. Cảm xúc của em bây giờ rất là vui mừng vì đã giành 3 điểm trước câu lạc bộ Hà Nội, vì câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định đang rất khó khăn trong việc kiếm điểm để trụ hạng mùa giải năm nay. Thế là việc ghi bàn hôm nay của em là em cảm thấy rất là hạnh phúc và vui mừng. Lần thứ hai ghi bàn vào lưới của Hà Nội cũng trong một cái tình huống và một cái pha ghi bàn nó tương tự như thế, phải chăng là em đã phải tập luyện cái những cái quả sút như thế này và để chỉ chờ Hà Nội đến là mình ghi bàn không? Thì cũng do tùy vào tình huống thôi ạ. Em có cảm giác về cầu môn và thủ môn đứng rất xa với cột xa nên em bấm bóng vào theo bản năng như quả năm trước rồi. Hôm nay thì cũng là trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng đã cầm quân ở trong trận đấu này, thì ông ấy đã có những cái chỉ đạo hay là có những cái thông tin gì cho bọn em để có thể là có những một trận đấu thành công như này không? Có. Hôm nay thì phương án thay người và những phút bù giờ thầy Dũng đã có nhắc anh em tùy vào những thời điểm nào quan trọng của trận đấu thì thầy cũng có đứng lên nhắc anh em trong sân truyền đạt cho anh em mà anh em đã thực hiện đúng những gì mà thầy đã nói. Phải nói rằng hôm nay thì cái áp lực thi đấu trước một đội bóng lớn và cũng là đội bóng mạnh nhất ở V-League hiện nay thì lúc đầu thì ban huấn luyện đã có những cái chia sẻ những cái hướng dẫn như nào cho bọn em? Thì đá với câu lạc bộ Hà Nội thì đội nào cũng thế thôi, rồi đá phòng ngự phản công là chính thôi chứ đôi công Hà Nội chắc có thể giành chiến thắng trước câu lạc bộ Hà Nội và bọn em đã tuân thủ đúng với chiến thuật của ban huấn luyện đề ra.
Hôm nay thì em nhận thấy là cái hàng thủ của đội mình đã làm việc như thế nào? Đội hàng thủ của đội em hôm nay chơi tốt ạ, lan xả, và nói chung là hôm nay trước trận đấu và anh em cố gắng đá vì người hâm mộ, vì hôm nay khán giả rất đông ạ, đông nhất từ đầu mùa đến giờ. Cảm ơn em rất nhiều.